Văn Toàn tỏa sáng tại Hàn Quốc. Văn Toàn có bước chạy đạt hoàn hảo trên đất Hàn Quốc trong màu áo Seoul Airlines thuộc giải K-League 2. Cụ thể, tiền đạo đến từ Việt Nam đã kiến tạo bàn mở tỷ số, giúp Seoul Airlines thắng Incheon United 2-1 ở trận giao hữu hôm ngày 17 tháng 2. Cựu chân sút Hoàng Anh Gia Lai đá chính và truyền cho tiền đạo Ronald David mở tỷ số ở phút 13. Incheon gỡ hòa sau đó 5 phút nhưng Ronald David lại tỏa sáng với bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 66. Văn Toàn chia tay đội chủ sân Pleiku để gia nhập đội bóng K-League 2 ở mùa giải 2023. Dù mới lần đầu tiên xuất ngoại nhưng anh được trao số áo đẹp, số 9. Bàn kiến tạo vào lưới đội bóng xếp hạng từ K-League một mùa trước được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho tiền đạo quê Hải Dương trước khi giải bóng đá Hàn Quốc khai màn. Theo lịch, Văn Toàn và các đồng đội tại Seoul Airlines sẽ chơi trận đầu mùa giải mới gặp Trung Quốc trong du ngày 1 tháng 3. K-League 2 hiện tại gồm 13 đội, đã vòng tròn 3 lượt, tức là mỗi đội chơi 36 trận từ 1/3 đến 2 tháng 12. Đội đứng đầu sẽ lên chơi ở K-League 1, riêng 4 đội còn lại trong top 5 sẽ chọn ra 2 đội đá tranh vé vớt với 2 đội đứng nhóm cuối ở K-League 1. Đội bóng của Văn Toàn đã chơi 9 mùa ở K-League 2 nhưng chưa lần nào lên hạng. Phát biểu trước truyền thông, tiền đạo 27 tuổi nói sẽ cố gắng cống hiến hết mình để giúp đội nhà Seoul Airlines thăng hạng mùa sau.